Thưa quý vị, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chúng ta lại cảm nhận sâu sắc hơn về tình người lan tỏa trong cộng đồng. Từ chính quyền địa phương cho đến các hội, đoàn thể và cả đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đều một lòng hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân da cam điêu sinh, đối tượng yếu thế, với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, chung tay mang cái Tết ấm no, đầy đủ đến với người dân. Năm nay, để đảm bảo phòng chống COVID-19, những buổi trao quà Tết thường diễn ra nhanh gọn, song không vì thế mà mất đi sự ấm áp và yêu thương. Có những người phụ nữ đơn thân, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn bày tỏ tâm sự rằng nhận quà Tết hỗ trợ từ lúc con đi học đại học năm nhất cho đến khi sắp ra trường, nên quyết định năm sau con đi làm thì sẽ không nhận nữa, nhường cho những người khó khăn hơn. Ngoài trao quà, thì hình thức tổ chức các phiên chợ không đồng đang được nhiều địa phương đẩy mạnh để bà con có thể tự tay chọn những món đồ Tết phù hợp với bản thân và gia đình. Hai năm nay, dịch bệnh liên tiếp ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống gia đình người dân khó khăn, nên những món quà Tết dưới hình thức nào thì cũng đều ý nghĩa và đều được trân quý. Bởi đó là tấm lòng của những nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các doanh nghiệp đã hết lòng hỗ trợ. Hôm nay mình nhận được quà Tết này, và thật là hạnh phúc mà sung sướng. Cũng có cái Tết để cho đảm bảo gia đình cô, hai mẹ cô. Gia đình của cô là ba người mù hết. Gạo nè, mắm muối vào chai để dùng Tết. Cũng có cái làm như đó thì cũng xin cảm ơn địa phương và cũng giúp đỡ như đây thì cũng quý quá. Giúp có được như đây là quý lắm, cũng cảm ơn. Không chỉ người dân khó khăn mà các đơn vị doanh nghiệp cũng chật vật không kém. Vì việc kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều do COVID-19, nhưng họ vẫn cố gắng trích kinh phí cuối năm để hỗ trợ Tết cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Có đơn vị năm nay trao hơn 20.000 suất quà cho hơn 10.000 hộ dân khó khăn trên địa bàn. Có đơn vị nhiều năm liền hỗ trợ quà Tết cho người khuyết tật. Thật sự là tôi rất là xúc động khi tôi nhìn thấy những người phụ nữ đứng thân mà nỗ lực để mà vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Thì tôi xuất phát từ hứa với lòng mình rằng tôi sẽ cố gắng hàng năm, dù làm ăn được hay không được, tôi vẫn chia sẻ với chị em phụ nữ khuyết tật đơn thân. Và đó là cái điều tôi mong mỏi họ là có nhiều sức khỏe, có một cái niềm vui là khi được mọi người quan tâm và từ đó họ sẽ cố gắng để họ nuôi con. Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể. Nhiều chương trình có mức hỗ trợ đến hơn 1 tỷ đồng và gần 1.000 suất quà đã được trao cho đúng đối tượng là người dân khó khăn. Gần đến Tết Nguyên đán thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường năm nào cũng tổ chức chương trình Xuân yêu thương để gửi đến những tâm tư, tình cảm cũng như là những món quà Tết hết sức thiết thực đến những bà con hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách khó khăn để những gia đình này vơi đi những khó khăn, đặc biệt là trong cái mùa dịch trong những năm qua. Hội người khuyết tật thành phố và hội các cấp thì cũng có những cái vận động để hỗ trợ quà Tết cho hội viên. Thì với hội thành phố thì Ủy ban Mặt trận cũng hỗ trợ 100 suất quà cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Còn hội người khuyết tật các cấp ở quận huyện ấy, thì cũng vận động Ủy ban Nhân dân quận cũng như là các phường cũng có hỗ trợ, rồi các doanh nghiệp cũng có hỗ trợ nhiều cái phần quà cũng từ 300 đến 500 cho hội viên. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp kéo theo khó khăn chồng chất, mỗi suất quà được trao đi đã hỗ trợ rất lớn về vật chất và tinh thần cho những người dân khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Điều này cũng đã thể hiện rõ nét truyền thống, lá lành đùm lá rách của cha ông ta.